sát của đường cà lửa đi cực. Bên hông nó có một cái cầu đi bộ. Tôi làm cái video để các bạn xem trên cầu đi bộ. Chiều nay có tàu lửa chặn ngon qua đây anh. Rạch nó có tàu lửa chặn ngon qua đây không biết à? Mấy tàu lửa tầm 12 giờ ra đây. 12 giờ hả? 1 giờ ra đây là có mấy chiếc tàu lửa nhất à, 1 giờ là tối à? 1 giờ khí à? Là cái cầu đường ray, bên kia là cái cầu Nam Ô. Đấy, cái cầu tao đang quay. Cầu Nam Ô là đi hai chiều các bạn ạ. À, cầu dưới là cầu đi hướng bắc, mà cầu tây nữa về hướng nam. Đó là hai cái cầu. Còn Nam Ô
cầu đường sắt. Tôi thấy ít có cái cầu có một cái đường đi bộ không bay, nhất là cái cầu có đường sắt, thấy ít. Thấy cầu nông thôn này là tôi mới thấy. Đây, video của tôi đến đây kết thúc các bạn ạ. Hẹn các bạn video sau.
các bạn nhớ ủng hộ kênh, đăng ký kênh và chia sẻ một người cùng xem nha. Và nhớ bình luận phía dưới của video. Thôi xin chào.